Rồi giới thiệu với các bạn một cái cây mai trực quyền. Thì cây này nó có chiều dài từ trước ra sau là 1,4 m. Hoành thân ở chỗ eo của nó là 28. Cây này cây gốc cụ su. Còn độ rộng hai bên là 70 nha. Đây là nhìn hình chính diện của cái tán huyền này nè. Đó. Đây. Trước đây sau là 1,4 m luôn rồi. Các cây cành lách rất là ấm. Đây là cái tán trực từ đỉnh ngọn xuống này. Cái này có một gốc xù nguyên cái cũ lên từ phần ở trên cái chỗ mà các vết ghép luôn. Cái này cây ghép cúc nha, ghép cúc lâu năm rồi. Đây, ghép 1 này, 2 này. Đó. Xù rất lớn, cây nằm chậu lọc lòng 40 á. Gốc xù rất đẹp, vết ghép nó liên lạc như cái rinh luôn, không còn thấy mạch cắt nữa. Hai cái nó đều nó liên lạc lại hết. Coi giờ đang đổ lấy da này. Đó, cái gốc xù này rất là đẹp. Đây mình quay từ trên bên trên cái củ xù này cho mọi người xem luôn. Củ xù rất là lớn. Rất lớn. Rồi, anh em nào thích cái cây mai trực huyền, cây mai bonsai cúc này thì liên hệ nha. Số điện thoại 0849 02 0790 nha nè. Cụ rất đẹp.